Hello mọi người, và hiện tại thì mình đang ở Nha Trang. Ngày hôm nay trong cái chuyến đi này mình có mang theo những sản phẩm của Xpath Clothing để review cũng như là unboxing cho các bạn xem cái sản phẩm của Xpath Clothing nó như thế nào. Thì hiện tại thì mình cũng đã soạn ra những cái món đồ mà mình sẽ review cũng như là giới thiệu với cả các bạn trong cái video này. Và các bạn hãy cùng theo dõi cái video này để xem là mình sẽ review cũng như là giới thiệu cho các bạn những sản phẩm gì của Xpath Clothing nhé. Ok, và sau một hồi mình đã setup góc quay cũng như là ánh sáng thì mình đã soạn đây 5 sản phẩm của Xpath Clothing để hôm nay sẽ review cho các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ phải nói qua một chút về brand nhỉ. Thì brand Xpath Clothing theo như mình tìm hiểu thì họ được ra mắt vào năm 2018 tại Sài Gòn, là làm về những sản phẩm như là t-shirt, quần jeans và flannel, bomber, nói chung là những sản phẩm streetwear của nam. Cái điều đặc biệt nhất của cái brand này mà mình sắp tới sẽ giới thiệu với cả mọi người đó chính là quần jean của họ. Quần jean của Xpath Clothing mình đã cầm ở đây là 4 cái, thì mình thấy là cái quần jean, cái chất lượng của nó thực sự rất là tốt. Các bạn cần phải hiểu là quần jean khi mà làm ở Việt Nam rất là khó, phải làm một cái số lượng rất là lớn này, cũng như là cái đường chỉ, đường may, form quần các thứ nó không giống như quần ở bên nước ngoài. Vì Việt Nam mình là người châu Á cho nên là cái form quần của châu Á tặng người nó cũng sẽ khác, phải cân đo đong đếm rất là nhiều thì mới ra được một cái form quần hoàn chỉnh. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn ở đây là một chiếc quần jeans. Sau đó các bạn là cái quần jeans này mình đã tự dưng mình đã không biết được cái packing của nó ở đâu. Thì trước mặt các bạn đây là một chiếc quần jeans của Xpath Clothing. Về cái tổng quan thì các bạn có thể thấy đây là một quần jeans màu gọi là màu light blue, cái màu nó hơi sáng sáng một chút ở đây, và ở hai bên phần ống quần thì nó hơi wash màu sáng hơn một chút, và ở bên đùi này thì chúng ta sẽ có một cái vết distress ở phần gấu quần này nữa, cũng sẽ có một cái vết distress nữa bên này cũng vậy. Về cái form quần này, đây là một cái form quần skinny, cho nên là khi mà các bạn mặc lên người ấy, thì nó sẽ ôm sát được vào đùi này, mông này, bắp chân của mọi người. Cho nên là cũng có một cái gì đấy nó hack được hơn cái chiều cao, cũng như là làm cho chân các bạn nhỏ hơn đi rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta sẽ có những cái khuy quần. Ở bên trong này thì nó không dùng bằng móc khóa mà dùng bằng những cái khuy để có thể cố định lại phần này cho các bạn. Và ngoài ra thì ở những cái phần gấu quần của họ ấy, thì các bạn có thể để ý ở đây là có những vết distress nó vô cùng là tinh xảo. Thật sự đây chỉ là một cái detail nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó lại làm một cái gì đấy, là một cái sự tỉ mỉ của chiếc quần này trở nên được hoàn chỉnh hơn. Và trên mỗi sản phẩm quần jeans của Xpath thì sẽ được thêu một cái logo nho nhỏ ở đây. Không biết là các bạn có thể nhìn thấy không, nhưng mà đây là một cái chữ logo thêu chữ Xpath ở đây, cùng với cả cái túi nho nhỏ này để các bạn có thể đựng đồng xu. Nhưng mà đồng xu thì mình nghĩ bây giờ cũng không ai đựng cái đồng xu này nữa rồi. Và ở bên trong chiếc quần này nó có một cái thác nữa, nhưng mà thật sự là họ bọc thêm một cái lớp ni lông này, bởi vì là những chiếc quần thường ấy thì đa số quần jeans khi mà giặt cái phần bên trong cái mực sơn này nó sẽ bay mất. Và Xpath Clothing đã làm sẵn luôn cho các bạn một cái tấm ni lông để có thể bảo vệ được cái thác này. Bên trong sẽ là một cái thác của Xpath Clothing nữa, và chữ Made in Việt Nam rất là to ở đây. Ở mặt sau thì hai bên túi có những detail nó wash rất là đơn giản thôi. Và ngoài ra thì ở phần dưới của nó, phần bắp chân sẽ có một cái đường gân nổi lên ở đây. Ở cái điều này thì làm cho quần của bạn được ôm sát hơn, và cái phần bắp chân của nó trở nên bé hơn đi rất là nhiều. Và cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với cả mọi người cũng là một chiếc quần jeans của Xpath luôn. Theo như mình thấy ở đây thì những cái packing của Xpath thì nó không được gọi là theo một cái form nhất định, mà nó cứ freestyle thôi. Ở đây thì nó sẽ có một cái túi ni lông bình thường in chữ Xpath ở đây thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở cái quần này ra. Và trước mặt mọi người đây là một chiếc quần jeans màu blue, nhưng mà lại không hề có những cái distress hay là hai cái phần nip blowout nào cả, mà nó là một cái chiếc quần jeans xanh trơn thôi. Và như các bạn có thể thấy ở đây là một cái màu xanh, sau đó thì wash thêm một chút màu nó hơi mài mài một chút ở đây để cho cái quần của các bạn đỡ trở nên nám chán hơn. Cái chất vải mà Xpath Clothing làm ra hầu hết những cái quần jean của họ ấy đều là chất liệu vải nhập từ Hàn Quốc, với cái độ nặng nó đâu đó khoảng tầm 11 cho tới 12 ounce, thì một cái độ nặng nó vừa phải thôi, không quá nặng, thì khi mà các bạn mặc lên thì nó không bị mệt. Nên nếu như các bạn không biết ấy, thì những cái chiếc quần jeans của những cái brand khác từ bên nước ngoài khác ấy, cái quần nó cầm vào rất là nặng và mặc lên cứ cảm giác bị mệt ấy, bởi vì là nó nặng quá, cho nên là cái việc di chuyển cũng như là hoạt động của mọi người cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Và về cái chất liệu vải này thì nó là 95% là cốt tông và 5% là spandex. Cái phần trăm spandex là 5%, cho nên là các bạn sẽ có một cái độ co giãn nó vừa đủ thôi, nó cũng không quá là nhiều, nhưng mà yên tâm là mặc lên form quần vẫn sẽ rất là đẹp. Cái đặc điểm của những chiếc quần của Xpath là khi mà các bạn sờ vào cái mặt vải này, nó vô cùng là mịn,
nó mịn và nó kiểu mướt 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 ấy. Nó không như những cái quần jeans khác mà khi mà các bạn sờ lên hay là mặc vào thì nó đều bị thô ráp, ngay cả khi các bạn sờ vào bên trong luôn các bạn cũng cảm thấy được một cái độ mịn và độ mượt rất là ok. Và đây là một cái quần jeans nó đơn giản thôi cho nên là mình cũng không có quá là nhiều thứ để giới thiệu với cả mọi người. Đây là một chiếc quần jeans màu black, bởi thì mình sẽ mở ra. Và trước mặt các bạn đây là một chiếc quần jeans essential mà bạn nam nào cũng phải có trong tủ đồ. Nếu như các bạn có thể không có hai chiếc quần jeans màu xanh kia, nhưng cái màu đen này thì chắc chắn các bạn phải có trong tủ đồ của mình. Cái cảm nhận đầu tiên của mình ý, khi mà sờ vào cái quần màu đen này là nó rất là dày, sờ vào rất là thích. Một cái điều đặc biệt của nó ấy, khác so với những cái brand khác, là nó không hề bị phai màu đen. Nếu như các bạn không biết thì có một số brand ở Việt Nam khi mà giặt quần xong nó bị phai ra màu đen trông rất là kinh. Và một quãng thời gian đâu đó khoảng tầm một tháng hoặc một vài lần giặt thì cái quần của bạn bạc màu đi rất là nhiều. Còn cái quần này thì mình dám chắc chắn với cả mọi người là nó không hề bị bạc màu, bởi vì là mình đã mặc test nó, sau đó thì mình có chung là mình sẽ dùng xoa tay các thứ để xem là có phai màu đen ra không, nhưng mà nó không hề để lại cho mình một cái màu đen nào đó trên tay. Và tại sao đây lại là một chiếc quần essential mà mọi người cần có trong tủ đồ? Bởi vì đây là một cái quần jeans có một cái form skinny và có hai phần knee blowout ở đây để tạo điểm nhấn cho mọi người. Ở trên này sẽ có một cái phần wash nhỏ ở đây, và hai phần knee blowout này thì làm cũng vừa phải thôi, không quá là to ở phần gối. Ở trên này các bạn yên tâm là mặc thì vẫn sẽ hơi có một chút gì đấy nó bụi bặm và vẫn sẽ có một chút gì đấy nó chất. Và theo như mình nhìn ở đây thì những vết distress này thì họ 100% là bằng tay đấy, không hề có bằng máy đâu. Cho nên là cái những vết distress này có thể là một số quần sẽ không giống nhau, nhưng mà vẫn sẽ nằm ở cái vị trí đầu gối này thôi. Và ở cái túi bên phải thì chúng ta vẫn sẽ có một cái tag của Xpass Clothing được thêu ở đây. Ngoài ra thì những cái cặp quần này thì sẽ đều có những con đỉa để các bạn có thể là sâu thắt lưng vào, xỏ thắt lưng vào để khiến cho quần của bạn trở nên vừa hơn. Ở chiếc quần tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với cả mọi người vẫn là một chiếc quần jeans, nhưng mà một cái phối màu mà phải nói là vô cùng là chất. Và trước mặt mọi người đây là một chiếc quần jeans cũng của Xpass Clothing, nhưng mà mình không biết cái phối màu này là một cái phối màu gì. Nó là một cái phối màu xanh đấy, nhưng mà nó khá là sáng. Ở mặt trước chúng ta sẽ có hai bên phần ống quần ấy thì sẽ được mài lên màu, một cái màu sáng rất là đẹp. Cái màu này thì nó cũng khá là lạ, mình cũng ít khi gặp được những bạn nào mặc quần jeans màu này cả. Ngoài ra thì ở cái phần đùi cũng như là lên tới phần mông ấy thì cái quần này nó cũng rất là sáng. Và đây là một chiếc quần jeans mà nó không hề có một cái vết distress hay là phần knee blowout nào cả, mà nó là một cái quần jeans trơn cũng như là những cái màu nó lạ thôi. Và mình nghĩ đây là một chiếc quần jeans khi mà các bạn mặc nó lên ấy, nó không hề bị đồng màu như mọi người, mà nó khác biệt hoàn toàn luôn. Và một cái update sắp tới của Xpass Clothing là những cái đường khuy ở đây các bạn sẽ được khắc logo của Xpass, cũng như là họ sẽ có một cái packing trở nên nó chỉnh chu hơn và chất lượng hơn rất là nhiều. Và nếu như mà các bạn để ý những cái chi tiết tỉ mỉ của Xpass ấy, thì các bạn có thể thấy là những cái đường chỉ ở đây họ may thật sự rất là chu đáo, và nhìn nó cứ kiểu cảm giác một cái độ dày nó an toàn khi mà mặc cái quần này này. Ok, và một cái sản phẩm cuối cùng để kết thúc cái video này là một chiếc áo t-shirt basic của Xpass. Mình sẽ bóc nó ra ở đây. Đây là một chiếc t-shirt có một cái phối màu là cream, màu da người thì phải. Theo như mình thấy ở đây là một cái form oversize. Cái size này ở đây là size L, nhưng mà mình nhìn thấy nó đã khá là rộng rồi. Cho nên là các bạn cân nhắc khi mà các bạn chọn size của chiếc áo t-shirt này là các bạn nên giảm đi một size. Ở đây sẽ có một cái tag của Xpass Clothing ở đây, ở mặt sau sẽ là ghi những cái câu chú thích của sản phẩm thôi. Và cái điều đặc biệt của chiếc áo này đó chính là các bạn có thể để ý là những cái đường chỉ cổ này họ đã may thêm một cái lớp vải nữa để đè lên trên để che đi những cái đường chỉ bên trong. Điều này nó thật sự vô cùng là giống với cả những chiếc áo t-shirt cao cấp của những cái brand khác, như kiểu brand nước ngoài luôn. Và về phần cổ nó thì được may bo như này, cho nên là các bạn cũng nên gọi là hơi cẩn thận một chút so với về cái việc giữ cái giãn cổ áo. Và các bạn có thể để ý ở hai bên vai sẽ có những cái đường chỉ nó gồ lên như này. Điều này thì như mình đã từng nói ấy, là những cái đường chỉ gồ lên như này các bạn mặc vào thì cái phần vai của bạn sẽ dựng lên và nhìn trông nó có một cái độ rũ nhất định, cũng như là mình sẽ cảm thấy nó đẹp hơn ấy. Và về cái chất vải này thì được làm 100% là bằng cốt tông, cho nên là các bạn mặc vào mùa hè thì nó khá là mát và cái form của nó lên cũng khá là ổn định. Và cái phối màu da người này của mình ấy thì mình nghĩ là nó sẽ hợp với những bạn nào mà nó da nó hơi sáng sáng một chút, còn da mà hơi đen đen ngăm ngăm thì mình nghĩ là sẽ
mặc những cái phối màu khác. Ngoài ra thì X-Pass có tận mấy phối màu lẫn cơ mình không nhớ, nhưng mà mình sẽ để ảnh ở đây cho các bạn có thể chọn xem là sẽ sử dụng cái phối màu nào. Tổng kết lại thì mình cũng đã review chi tiết cho các bạn những sản phẩm của X-Pass Clothing, và nếu như trong thời gian tới mà X-Pass có ra thêm những sản phẩm mới thì chắc chắn là mình sẽ copy nó và về review cho mọi người. Và nếu như các bạn có quan tâm đến những cái sản phẩm của Jeans này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Và ngoài ra nếu như các bạn muốn mình mặc những cái món đồ này hoặc xem mình mặc những món đồ này thì có thể follow thêm Instagram của mình. Ở trên đó thì mình sẽ mặc thêm cái outfit này, các bạn có thể vào để tham khảo. Và lần thứ hai thì mọi người nhớ lại đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Peace.